Với sự phát triển bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo được coi là một trong những công nghệ quan trọng hàng đầu, đem đến những phần mềm và những hệ thống thông minh được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực thực tế, giúp con người giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ giáo dục, y tế, kinh tế, thương mại, quản lý, sản xuất, cung ứng dịch vụ, giải trí, v.v. Khi sử dụng các quy trình kết hợp với trí tuệ nhân tạo, việc giải quyết vấn đề sẽ nhanh hơn mà không làm giảm chất lượng của công việc. Những vấn đề phức tạp và vốn tốn nhiều thời gian, giờ đây sẽ được máy móc có trí tuệ nhân tạo phân tích. Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như một sự kích thích cho việc thúc đẩy và lan truyền đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người. Vì thế, việc sử dụng và triển khai trí tuệ nhân tạo đang được thúc đẩy với tốc độ cao và sẽ là xu hướng dẫn đầu trong thời đại 4.0. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, qua đoạn phóng sự ngắn vừa rồi thì có thể thấy là trí tuệ nhân tạo AI, Artificial Intelligence đang được ứng dụng rất rộng rãi trên tất cả các ngành nghề, được xem là kỹ năng của thế kỷ, mở ra rất là nhiều cánh cửa cơ hội phát triển trong tương lai, cũng như là đảm bảo mức thu nhập đáng mơ ước cho những ai theo đuổi lĩnh vực này. Và trước những cơ hội được mở ra cho ngành trí tuệ nhân tạo, cũng như mong muốn đào tạo nên những nhân sự ngành công nghệ cao, chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang hợp tác cùng với Đại học Tommy Young Hàn Quốc xây dựng chương trình đào tạo cử nhân liên kết quốc tế 2+2 chuyên ngành trí tuệ nhân tạo. Về điểm nổi bật tạo nên sức hút của chương trình này là gì, đặc biệt là với các Gen Z yêu công nghệ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề này trong chương trình Nhịp cầu du học ngày hôm nay cùng với vị khách mời đặc biệt mà xin được giới thiệu, Tiến sĩ Đoàn Văn Đổng, trưởng khoa điện tử viễn thông, cố vấn chương trình liên kết quốc tế ngành AI, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, xin chào tiến sĩ, cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào quý vị khán giả. Trước tiên thì tiến sĩ có thể chia sẻ về nhu cầu nhân sự hiện tại của ngành trí tuệ nhân tạo AI cũng như là chất lượng của nguồn nhân sự hiện tại như thế nào không ạ? Vị thế của Việt Nam cũng được là một vị trí rất là quan trọng và được rất nhiều tập đoàn, những cái gã khổng lồ để ý tới về gia công phần mềm, và hiện nay với hơn nữa về AI, và chúng ta thấy thì hầu hết đã làm áp dụng trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, ví dụ như kỹ thuật, kinh tế, y tế, giáo dục, vân vân. Thì như vậy cái nguồn nhân lực thực sự là khan hiếm, và do vậy đặt ra một cái nhu cầu cấp thiết cho các cơ sở đào tạo, cho các trường đại học, là một cái nhu cầu cấp thiết để đào tạo về chuyên ngành trí tuệ nhân tạo AI này. Về chất lượng của hiện tại, theo đánh giá chung của thế giới, cái chất lượng theo như một số cái nghiên cứu của Google Brain, thì hiện tại trung bình với 1 triệu cái nhân sự làm được việc AI thì có khoảng là 10.000 nhân sự đạt cái chất lượng cao. Yeah. Thì mặc dù vậy thì đó là một số đánh giá về mang tính khách quan và hơi khắt khe của Google Brain. Thì tương tự như vậy thì trong những năm gần đây thì cái nhu cầu chất lượng đang đi lên. Và với nhu cầu cấp thiết như là tiến sĩ cũng đã vừa chia sẻ thì các cơ sở đào tạo cần phải làm gì để có thể đáp ứng được nhu cầu đó ạ? Thì với nhu cầu cấp thiết đó thì các cơ sở đào tạo thì cần phải nắm bắt được cái xu hướng của đào tạo ngành nghề để mở ra cái chuyên ngành, đào tạo chuyên ngành để đáp ứng nguồn nhân sự cho xã hội. Thứ nhất là cần phải có về cơ sở vật chất. Thứ hai là về cần phải chuẩn bị cái nguồn nhân sự với chất lượng cao để đào tạo về chuyên ngành về AI. Yeah. Và thứ ba cần phải có cái lộ trình xây dựng cái chương trình đào tạo phù hợp và để đáp ứng được cái chuẩn đầu ra. Và một cái yếu tố thêm nữa mà các cơ sở đào tạo cần phải chuẩn bị đó là liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để từ đó tạo ra những cơ hội việc làm, tạo ra những cái nghiên cứu và kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp và những cái học bổng kèm theo. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng liên kết với Trường Đại học Tommy Young của Hàn Quốc đã đưa ra cái chương trình liên kết 2+2 về chuyên ngành trí tuệ nhân tạo AI. Và về cái chuyên ngành đó thì hiện tại thì 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm học tại Hàn Quốc. Thì đó là một chuyên ngành theo mình đánh giá là tiến tiến với cái trong cái thời gian làm cố vấn của cái chương trình đào tạo AI. Và theo như anh được biết thì Đại học Tommy Young Hàn Quốc cũng đang được xếp hàng đầu tại Busan, Hàn Quốc về việc là đào tạo trí tuệ nhân tạo AI. Thưa tiến sĩ có thể chia sẻ thêm về những lợi ích cụ thể cũng như là những ưu điểm mà chương trình học mang đến cho sinh viên là gì được không ạ? Theo mình đánh giá đây là một chương trình đào tạo tiến tiến với xuyên suốt từ năm nhất đến năm tư, thì đó là tất cả tập trung về định hướng cho sinh viên học về chuyên ngành trí tuệ nhân tạo. Tại vì không giống như những chuyên ngành khác, đối với những các trường như đào tạo như hiện nay thì họ tập trung lái ghép giữa một phần là hệ thống nhúng và một phần là về AI. Thì như vậy đó là sự lái ghép. Còn khi mình làm cái chương trình và cố vấn cái chương trình này thì mình nhận thấy đây là chương trình xuyên suốt từ năm nhất đến năm tư, từ những học phần cơ sở cơ bản
về lập trình và cơ sở ngành và chuyên ngành thì tất cả sẽ đi vào một quá trình xuyên suốt. Và trong cái chương trình đó thì có một ưu điểm thêm nữa là sẽ đưa ra những cái dự án nhỏ, project nhỏ cho sinh viên để làm và tiếp cận với thực tế. Thì đó là mình thấy là về chương trình đào tạo. Về cái vấn đề thứ hai, ưu điểm vượt trội đó là Đại học Chung Nhau Hàn Quốc, như các bạn có thể tìm hiểu trên mạng thì đó là một cơ sở đào tạo cũng có uy tín tại thành phố Busan. Và thứ hai nữa là về cơ sở vật chất, khi các bạn tham gia liên kết 2+2 thì các bạn có thể có cái cơ hội trải nghiệm với cái cơ sở vật chất của nhà trường đã trang bị với những phòng lab hiện đại và tiên tiến của Đại học Chung Nhau Hàn Quốc. Và một cái vấn đề thứ ba là Đại học Chung Nhau Hàn Quốc đã có sự liên kết với hơn 1.500 doanh nghiệp. Thì như vậy khi chúng ta đã học với chương trình liên kết này thì chúng ta có thể làm tại Việt Nam, làm tại Hàn Quốc với cái sự liên kết cộng với cái kết nối doanh nghiệp như vậy. Và một vấn đề ưu điểm thêm nữa mà theo mình đánh giá đây là một trong những thêm ưu điểm vượt trội của chương trình này, đó là khi các bạn học với chương trình liên kết 2+2 thì chúng ta có 2 năm tại Việt Nam chuẩn bị những kiến thức cơ bản về những kỹ năng để chúng ta có sẵn sàng khi chúng ta học 2 năm tại Hàn Quốc một cách hiệu quả về chuyên ngành. Dạ vâng, và có thể thấy là các chương trình liên kết đào tạo luôn có rất là nhiều những ưu điểm và dường như đây đã trở thành xu hướng để các bạn trẻ có thể lựa chọn, vì việc các bạn đi du học nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà có một điểm mà các bạn rất là băn khoăn khi mà chọn theo học các chương trình liên kết đào tạo, đó là về chất lượng. Vậy thì thầy có thể chia sẻ là chương trình liên kết quốc tế 2+2 đào tạo chuyên ngành AI này thì được triển khai như thế nào và việc kiểm định chất lượng sẽ diễn ra ra sao ạ? Về triển khai chuyên ngành trí tuệ nhân tạo AI thì hiện tại theo hình thức 2+2, tức là 2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Hàn Quốc. Và trong 2 năm tại Việt Nam thì chương trình đó là những kiến thức cơ bản và có thể bổ trợ thêm những cái kiến thức về ngôn ngữ, về bên cạnh với tiếng Anh bắt buộc thì có thêm bổ trợ thêm tiếng Hàn. Và về 2 năm tại Hàn Quốc thì đó là những kiến thức và được sinh viên sẽ được trang bị về kiến thức về một phần về cơ sở ngành và chuyên ngành nữa. Thì như vậy thì chúng ta đó là một quá trình xuyên suốt và kết hợp giữa hai bên, hai cơ sở đào tạo. Và về kiểm định về chuyên ngành trí tuệ nhân tạo AI thì về hiện tại về phía Hàn Quốc thì chương trình đã được theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc và đã được công nhận. Còn về phía Việt Nam thì chương trình này cũng đã được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận. Do vậy khi sinh viên ra trường thì có thể là không cần phải công nhận văn bằng nữa, tức là chương trình đã công nhận ngay từ đầu rồi. We are opening a new world of education. Education like never before. Education that no one has tried before. That is Tongyeong University's Duke. Tongyeong's education is not about teaching, but about coaching. Instead of teaching the answers that are already given, we encourage students to ask questions themselves and find the answers themselves. A rapidly changing world, because the education we have today is not enough. Beyond knowledge to practice. Through a new path rather than the one given, breaking free from the inner walls of the school and to the vast world stage, we challenge freedom and pioneer a new path. Doing talents produced by the synthesis of Tongyeong's proud educational philosophy and innovations. For innovation and with amazing support on a whole new level, students can freely challenge themselves and broaden their abilities with the opportunity to fulfill their dreams on a bigger stage. Freely and confidently, they can pave their way of life. All the support students want. And the educational programs beyond their imagination. This is our special gift. For action-oriented intellectuals equipped with a challenge mindset. And one last thing. Tongyeong's numerous achievements that make it worthy of being called the best. We prove our achievements in educational innovation with results rather than words. But Tongyeong doesn't stop here. A new environment never seen at any other school up to now. As the place for new challenges and actions, Tongyeong has become an educational site where students can freely realize their dreams. Now, are you ready to join Tongyeong? Với những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được là độ hot của chương trình liên kết đào tạo chuyên ngành AI rất là cao, và các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường thì cũng có được công việc với mức lương rất là đáng mơ ước, đúng không ạ? Như vậy thì chắc chắn là việc tuyển sinh và yêu cầu đầu vào cũng khắt khe, đúng không thưa tiến sĩ?
Hiện tại về yêu cầu đầu vào của chương trình liên kết quốc tế 2.2 của Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Trường Mang của Hàn Quốc chuyên ngành trí tuệ nhân tạo AI thì có một số điều kiện cứng cơ bản như sau. Thứ nhất là cái điều kiện về tốt nghiệp về trung học phổ thông thì cái này là điều kiện căn bản. Và thứ hai, nếu như mà xét về điều kiện điểm thì có thể là điểm 6,5 điểm về trung bình lớp 12, tất cả các môn học lớp 12. Và đối với năm học kỳ cuối thì tầm khoảng là 19,5 điểm trung bình chung. Bên cạnh đó là có yêu cầu về ngoại ngữ, thì yêu cầu về ngoại ngữ bắt buộc là 5.5, IELTS 5.5 để chúng ta đi du học dài 2 năm tại Hàn Quốc. Và trong điều kiện mà sinh viên chúng ta chưa đủ tự tin và chưa cái đạt chuẩn này, thì trong 2 năm Việt Nam thì viện sẽ có những cái đào tạo bổ trợ thêm và hỗ trợ cho các bạn để đạt được cái chuẩn này trước khi đi du học 2 năm tại Hàn Quốc. Như vậy là khi 2 năm sau khi mà các bạn học tại Hàn Quốc thì chắc chắn là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng sẽ khá là lo lắng khi mà chúng ta đến với một đất nước mà mình chưa từng có trải nghiệm trước đó. Vậy thì về phía nhà trường thì chương trình liên kết đào tạo này có những cái sự hỗ trợ gì cho các bạn sinh viên không ạ? Đây là một câu hỏi mà hầu hết tất cả phụ huynh và các bạn sinh viên quan tâm. Thì vấn đề này thì về phía Đại học Chung-Hoa Hàn Quốc là một trong những đại học có uy tín tại thành phố Busan nói riêng, và với vì mỗi quan hệ chặt chẽ với hơn 1.500 doanh nghiệp thì đó là một cái cơ hội mà các bạn có thể tiếp cận và sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại Hàn Quốc. Và hơn nữa, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Chung-Hoa Hàn Quốc thì cũng đã có sự hỗ trợ của một giáo sư rất là chuyên môn để giúp các bạn là sau khi ra trường có thể là kết nối với các doanh nghiệp một cách trực tiếp để hỗ trợ các bạn việc làm trong quá trình sau khi học tập. Quả thật là những thông tin rất là thú vị, và còn một điều nữa chắc chắn là các bạn học sinh sinh viên rất là quan tâm, đó chính là về học phí cũng như là những thông tin học bổng. Như vậy thì hiện tại chương trình tại trường đang có mức học phí như thế nào và đang có những chương trình hỗ trợ học bổng cho các bạn sinh viên ra sao? Thầy có thể chia sẻ. Thì đây là một vấn đề mà hầu hết tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm. Về cái học phí của chương trình liên kết 2.2 này thì 2 năm đầu học tại Việt Nam thì học phí tầm khoảng 65 triệu trên một năm, và 2 năm tại Hàn Quốc thì khoảng 105 triệu trên một năm. Thì theo tôi cảm nhận đấy là một học phí phù hợp và hợp lý nếu như chúng ta theo đuổi có ước mơ đi du học và học tại nước ngoài. Và với cái thêm nữa, với cái các cái chính sách về học bổng thì hiện tại ở Việt Nam về Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có các cái cơ chế, có các cái chính sách học bổng riêng cho sinh viên khi theo học 2 năm tại Việt Nam. Còn về phía Hàn Quốc, Đại học Chung-Hoa thì họ dựa vào các cái điểm IELTS. Thứ nhất là về nếu như các bạn đạt được 5.5 thì đạt học bổng là 30% học phí. Còn 6 chấm thì đạt được 40%, miễn giảm 40% học phí. Và 7 chấm thì đạt được là 60% học phí. Và 8 chấm thì được miễn 100% học phí. Wow. Thì mình thấy đấy là một cái cơ chế học bổng mà rất khuyến khích các bạn tham gia cái chương trình này. Quả thật với mức học bổng này thì chắc chắn các bạn học sinh sinh viên đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Du Học chắc là sẽ lấy IELTS ra để ôn đi để có được những cái mức học bổng rất là hấp dẫn đến từ chương trình liên kết đào tạo 2.2 chuyên ngành đào tạo trí tuệ nhân tạo ạ. Cuối cùng tiến sĩ có thể đưa ra một vài lời khuyên dành cho các bạn học sinh sinh viên, đặc biệt là những ai đang theo dõi chương trình và muốn theo học chuyên ngành AI trí tuệ nhân tạo không ạ? Thì hiện tại thì theo mình được biết thì đây là một cái thời điểm mà quyết định cho các bạn thí sinh, các bạn học sinh là quyết định cái lựa chọn cái chuyên ngành của mình. Thì đối với những bạn mà có khả năng yêu thích về công nghệ, yêu thích khám phá về công nghệ thông tin thì các bạn có thể lựa chọn về chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, bởi vì đấy là một nhu cầu xu hướng nghề nghiệp của tương lai và nhu cầu rất lớn trong tương lai. Và theo mình được biết là hiện tại chỉ đáp ứng tầm nhu cầu nhân lực tầm khoảng chưa đến 10%. Thì như vậy chúng ta có thể có cơ hội rất lớn về nghề nghiệp sau này. Xin được cảm ơn tiến sĩ với những thông tin chia sẻ rất bổ ích ngày hôm nay, và hy vọng là sẽ càng có nhiều các bạn học sinh sinh viên biết đến chương trình liên kết đào tạo rất là hấp dẫn của Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tommy John Hàn Quốc ạ. Rồi xin cảm ơn MC Mai và xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, với những nội dung được tiến sĩ Đoàn Văn Đổng chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy trí tuệ nhân tạo AI là ngành học có sức hút và nhu cầu rất cao về nhân lực hiện nay và cả trong tương lai, có vị trí việc làm rộng và đa dạng với mức thu nhập cao. Hy vọng thông qua chủ đề ngày hôm nay thì Nhịp Cầu Du Học có thể mang đến những thông tin hữu ích giúp cho những ai yêu thích, quan tâm đến lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ có thêm thông tin để cân nhắc lựa chọn cho con đường học tập và phát triển sự nghiệp trong tương lai của mình nhé. Và đến đây thì chương trình Nhịp Cầu Du Học kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau với những đề tài vô cùng hấp dẫn và bổ ích.